Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, siêu bão Milton đổ bộ vào bang Florida của Mỹ vào tối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, gây ra mưa lớn diện rộng, khiến nhiều nơi bị ngập lụt. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong khi hàng triệu người bị mất điện. Bão Milton đổ bộ vào bang Florida đã gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng. Sân vận động Tropicana ở Tampa Bay đã bị tốc mái. Các tòa nhà tại sân bay Albert Griffiths bị tốc mái và hư hại nghiêm trọng. Cơn trục đổ vào một tòa nhà văn phòng ở Tampa Bay. Do ảnh hưởng của siêu bão Milton, hơn 3 triệu nhà dân và doanh nghiệp ở Florida đã bị mất điện từ sáng ngày 10 tháng 10. Mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Milton khiến nhiều nơi ở Florida bị ngập sâu. Bão Milton khiến hàng trăm ngôi nhà ở Florida bị hư hại. Khi chứng kiến thiệt hại do siêu bão Milton gây ra ở Fort Myers, nhiều người dân đã bật khóc. Khu vực Siestaki ngổn ngang sau khi siêu bão Milton quét qua. Theo đánh giá của tổ chức Fitch Ratings, thiệt hại do siêu bão Milton gây ra có thể lên đến 50 tỷ đô la Mỹ, không bao gồm những thiệt hại không được bảo hiểm. Siêu bão Milton xảy ra ngay sau siêu bão Helene có thể khiến việc khắc phục thiệt hại gặp nhiều khó khăn hơn. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 15 người đã thiệt mạng do siêu bão Milton. Giới chức địa phương lo ngại, con số thương vong có thể tăng khi công tác cứu hộ tiếp tục và các khu vực bắt đầu được dọn dẹp sau bão. Siêu bão Milton là cơn bão cuồng phong thứ 5 tấn công Mỹ trong mùa bão 2024. Tin bão mới nhất của NBC News Chicago cho hay, tháng 10 là thời điểm cuối năm với hoạt động của bão nhiệt đới, nhưng vẫn còn 6 tuần nữa của mùa bão Đại Tây Dương 2024 và các nhà dự báo bão đang theo dõi chặt chẽ mọi vùng áp thấp tiềm tàng có thể mạnh lên. Các video trên mạng xã hội cho thấy, một cơn bão có tên Nadine đang hình thành ngoài khơi Mexico, nhưng hiện không có cơn bão nào hình thành trong khu vực này, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Hiện tại, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đang theo dõi hai hệ thống, trong đó có bão Leslie ở trung tâm Đại Tây Dương. Bão Leslie đang tạo ra những cơn gió mạnh nhất 145 km/h trong một khu vực cách Azores khoảng 2.735 km. Các nhà dự báo bão dự kiến, cơn bão Leslie sẽ bắt đầu chuyển hướng về phía Bắc rồi chuyển về phía Đông, cuối cùng suy yếu trong những ngày tới. Hệ thống thứ hai là một vùng áp thấp đang được theo dõi ngoài khơi bờ biển phía Tây Châu Phi. Các nhà dự báo bão nhận định, áp thấp này có 20% khả năng mạnh lên thành một hệ thống nhiệt đới được đặt tên trong tuần tới. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, mùa bão kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11, nghĩa là vẫn còn một tháng rưỡi nữa cho các cơn bão hình thành. Vẫn có khả năng bão hình thành ngoài khung thời gian của mùa bão nhưng không phổ biến. Weather Channel cho hay, có 5 cơn bão cuồng phong đã đổ bộ Mỹ trong năm nay, trong đó có Debbie, Helena và Milton đã đổ bộ vào Florida. Siêu bão Beryl tấn công Texas vào tháng 7, trong khi Francie đổ bộ vào bờ biển Louisiana trong tháng 9. Mùa bão Đại Tây Dương 2024 được đánh giá là dữ dội, bởi trung bình có từ 1 đến 2 cơn bão cuồng phong đổ bộ Mỹ trong một mùa bão. Số cơn bão đổ bộ vào Mỹ nhiều nhất trong một năm là 6, với lần gần nhất xảy ra vào năm 2020. Cơn bão Milton đã trút lượng mưa kỷ lục nghìn năm có một và gây ra tình trạng nước dâng cao đe dọa tính mạng con người với những cơn gió kinh hoàng trên một vùng rộng lớn của Florida sau khi đổ bộ gần Siestaki trong đêm ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ. Cơn bão đổ bộ vào bờ với cường độ bão cấp 3 và sức gió duy trì là 193 km/h, hiện đã suy yếu thành bão cấp 1 khi di chuyển trên đất liền, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là một cơn bão nguy hiểm. Theo CNN, tình trạng mất điện đã xảy ra ở khắp Florida khi siêu bão Milton tiến vào đất liền, tăng gấp đôi lên con số 2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện trong khoảng 3 giờ. Gần Siestaki, nơi cơn bão đổ bộ, một số hạt cho biết hơn 70% khách hàng sử dụng năng lượng không có điện. Những cơn gió giật nguy hiểm đã được ghi nhận vào ngày 9 tháng 10 tại nhiều địa điểm xung quanh khu vực Tampa và phía tây trung Florida, nơi bão Milton đổ bộ. Những cơn gió giật mạnh nhất được ghi nhận đến nay bao gồm cơn gió 172 km/h ở Vernal và 168 km/h ở kênh Esmond tại cửa vịnh Tampa. Bên cạnh đó, lốc xoáy cũng khiến nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng hạt San Lucie, Florida cho biết, nhiều trường hợp thiệt mạng đã được ghi nhận tại địa phương này sau khi một cơn lốc xoáy càn quét qua. Cảnh sát trưởng Kay Pearson cho biết, chúng tôi không nêu rõ có bao nhiêu người, nhưng tôi có thể thông báo rằng có nhiều hơn một người đã thiệt mạng. Ông nói thêm rằng, hàng trăm ngôi nhà trong quận đã hoàn toàn bị phá hủy do lốc xoáy. Quy mô tàn phá của siêu bão Milton đã được thấy rõ khi mặt trời mọc vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, nhưng theo các phóng viên của CNN và quan chức địa phương, cơn bão đã gây ra tình trạng đường sá ngập lụt, các mảnh vỡ bay tứ tung và thiệt hại đáng kể về nhà cửa.
gió đã xé toạc mái sân vận động Tropicana Field và làm sập một cầu tháp vào một tòa nhà. Người dân bão Jonathan Pechamala đã cho CNN xem cảnh mái sân vận động Tropicana Field rách lớn và nói rằng đây là một trong những điều kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Sân vận động được cho là nơi của những người ứng cứu đầu tiên sau bão, nhưng kế hoạch đó phải thay đổi ngay bây giờ. Anh cũng cho biết một số nhà di động và bãi đỗ xe kéo đang bị xé nát thành từng mảnh. Tại Tampa, lũ quét đe dọa tính mạng và đã nhấn chìm các con đường, trong khi các vụ nổ máy biến áp thắp sáng cả bầu trời. Mặc dù chính quyền và các nhà khí tượng học lo ngại Tampa sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của siêu bão Milton, nhưng có vẻ thành phố này đã tránh được đợt sóng cao 4,5 mét tàn khốc như dự báo. Vài giờ sau khi Milton lần đầu tiên đổ bộ, tâm bão đã di chuyển về phía đông qua miền trung Florida, nhưng khu vực vịnh Tampa vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Saint Petersburg chứng kiến lượng mưa nghìn năm có một trong suốt 3 giờ, nhiều hơn 3 tháng lượng mưa trung bình của thành phố khi giải mưa lớn nhất của siêu bão Milton dừng lại trên khu vực vịnh Tampa tối ngày 9 tháng 10. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, ít nhất 27 cơn lốc xoáy đã được báo cáo ở Florida vào ngày 9 tháng 10 khi siêu bão Milton đang tiến về bang này. Milton là cơn bão thứ 3 tấn công Florida trong năm nay. 3 cơn bão phá kỷ lục đã tấn công Florida gồm Francie, Helena và Milton. Phi cơ bị thổi bay, khu du lịch thất thủ, sóng dữ tấn công bãi biển đẹp nhất nước Mỹ là những hình ảnh hiện tại ở bang Florida sau khi siêu bão thế kỷ Milton đổ bộ. Đêm ngày 9 tháng 10, bão Milton đã đổ bộ vào khu vực đất liền của bang Florida, Mỹ với cường độ cấp 3, gây mưa gió dữ dội, lốc xoáy, nước biển dâng. Ít nhất 19 trận lốc xoáy và 116 cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành tại bang này khi siêu bão đổ bộ. Tại hạt St. Lucie thuộc bang Florida, cơn lốc xoáy quét qua lúc 16 giờ 28 phút theo giờ địa phương đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Siêu bão gây ra mưa lớn cũng đã khiến nhiều khu du lịch dọc bờ biển của Florida bị ngập lụt. Khi cơn bão đổ bộ, cầu Malacha tại Florida cũng bị sóng biển tràn qua. Tương tự, siêu bão cũng khiến nhiều trực thăng và máy bay đỗ ở khu vực bờ biển phía tây Florida chao đảo, dịch chuyển vị trí và có dấu hiệu hư hỏng. Tại Sarasota thuộc Florida, những đợt sóng dữ liên tục đánh vào bờ biển, nơi được mệnh danh là một trong năm bãi biển đẹp nhất nước Mỹ. Cơn bão đã gây ra sóng biển dâng cao từ 2,7 đến 4 mét ở một số khu vực. Trong khi đó, trận mưa do bão Milton gây ra được đánh giá là trận mưa nghìn năm có một, với lượng mưa trút xuống thành phố trong 3 giờ, tương đương với cả 3 tháng trong năm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng, lũ quét quy mô lớn đã và đang diễn ra gây tác động nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản của con người. Bão Milton có khả năng gây tổng thiệt hại về tài sản lên tới 245 tỷ đô la Mỹ ở hai khu vực là Temple và Fort Myers. Đó là chưa kể thiệt hại tại các nơi khác. Điều này có nghĩa là Milton nhiều khả năng sẽ vượt qua bão Katrina, trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về những tác động ban đầu của bão Milton. Ông cho biết có 20 triệu suất ăn và 40 triệu lít nước sẵn sàng để chuyển đến những nơi bị ảnh hưởng sau bão Milton và Helena. Lầu Năm Góc cũng đã bố trí sẵn các đội tìm kiếm và cứu hộ, trực thăng. Theo các nhà phân tích tại công ty Jeffrey, bão Milton có khả năng gây tổng thiệt hại về tài sản lên tới 245 tỷ đô la Mỹ ở hai khu vực Temple và Fort Myers. Đó là chưa kể thiệt hại tại các nơi khác. Tổng thiệt hại do bão Katrina hồi năm 2005 là khoảng 192,5 tỷ đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là Milton nhiều khả năng sẽ vượt qua bão Katrina, trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Siêu bão Milton, một trong những cơn bão được cho là mạnh nhất tấn công nước Mỹ, đã đổ bộ vào bang Florida với cường độ bão cấp 3, sức gió khoảng 190 km một giờ. Ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã hình thành do bão Milton, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, hầu hết là nhà lắp ghép. Gió mạnh cũng làm đổ một cần cầu xây dựng lớn ở Saint Petersburg, khiến công trình đổ sập xuống một con phố vắng vẻ. Phần mái của một sân vận động dùng làm nơi tạm trú cho người dân tránh bão cũng đã bị gió xé toạc. Mặc dù trước khi bão Milton đổ bộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt các giải pháp khẩn cấp cho bang Florida. Tuy nhiên, do sức tàn phá của cơn bão quá khủng khiếp, thiệt hại về người và của quá nặng nề. Ở bờ biển phía tây Florida, một số hạt đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát và đánh giá thiệt hại. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tại Florida vào sáng ngày 10 tháng 10, sau khi bão Milton gây ra những cơn lốc xoáy dữ dội trên khắp tiểu bang, khiến một số người thiệt mạng. Theo báo New York Times, lốc xoáy đã làm hư hại hơn 100 công trình trên khắp Florida. Sau khi bão Milton đi qua bang Florida của Mỹ, chìm trong cảnh ngổn ngang, tàn hoang, cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
Theo đó, sau khi bão Milton đổ bộ, với sức gió duy trì lên tới gần 200 km một giờ, nhiều khu vực của bang Florida, Mỹ chìm trong cảnh tan hoang. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề. Ngay cả sân vận động Tropicana với mái vòm đa năng cũng bị xé toạc sau khi bão Milton quét qua. Theo Power Outage.us, tới nay gần 3 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Florida vẫn đang chịu cảnh mất điện. Cũng theo hãng tin CNN, bão Milton khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Thị trưởng thành phố Clearwater cho biết, hơn 500 người tại một khu chung cư đã được sơ tán an toàn trong đêm sau khi nước lũ dâng cao tới gần 2 mét. Theo GasBuddy, hơn 1/4 các trạm xăng của Florida đã hết xăng. Con số này tương đương với gần 2.000 trạm xăng của Florida không có xăng. Mưa như chút nước đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở một số khu vực của quận Hillsborough. Giới chức địa phương đã phải triển khai 3 xe lội nước để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Theo Fitch Ratings, sức gió, lốc xoáy và mưa tàn khốc của cơn bão Milton có thể gây ra thiệt hại được bảo hiểm từ 30 đến 50 tỷ đô la Mỹ. Được thúc đẩy bởi nhiệt từ nước biển, các cơn bão đôi khi được miêu tả là động cơ hơi nước của thiên nhiên. Khi tràn qua các đại dương, chúng biến nguồn nhiệt ở các đại dương thành động lực tàn khốc, san phẳng các hòn đảo, nhấn chìm các thành phố ven biển, khiến người dân phải mất nhiều tháng để phục hồi. Trong khi nhiệt độ đại dương đang phá vỡ mọi kỷ lục, những động cơ này cũng phản ứng tương ứng, di chuyển phức tạp trên đại dương, chậm lại, trở nên khó dự đoán và nguy hiểm hơn. Các nhà nghiên cứu đang chạy đua tìm hiểu chính xác điều gì đã định hình các cơn bão với diễn biến khó lường như hiện nay, với hy vọng con người có thể thích nghi với những hiện tượng thời tiết cực đoan giữa những tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Mùa bão dài hơn. Các cơn bão ở Đại Tây Dương thường hình thành theo một chu kỳ theo mùa. Thông thường, chỉ có rất ít hoặc không có cơn bão nào hình thành vào mùa đông và số lượng các cơn bão thường đạt đỉnh vào tháng 9. Ông James Cosin, nhà khoa học về khí hậu và khí quyển đã nghỉ hưu tại Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA, cho biết mùa bão bắt đầu sớm và các cơn bão mạnh hiện nay đều trùng khớp với những cảnh báo về biến đổi khí hậu do các chuyên gia đưa ra. Ông Cosin giải thích, những cơn bão chỉ phản ứng với môi trường mà chúng hình thành, và vì vậy, nếu con người khiến môi trường vào tháng 6 giống như môi trường thường diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9, bão sẽ đơn giản hoạt động như thể đó là tháng 8 hoặc tháng 9. Chúng không có lịch cố định. Tình trạng nước biển ấm bất thường mà chúng ta chứng kiến hiện nay là do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, cũng có những yếu tố khác khiến mùa bão hoạt động mạnh, chẳng hạn như sự chuyển đổi từ El Nino sang La Nina hiện nay có xu hướng thúc đẩy hoạt động của bão. Ông Kristen Corbosero, Phó giáo sư khoa học khí quyển và môi trường tại Đại học Albany ở New York cho biết, trong điều kiện khí hậu ấm lên, nước biển sẽ đạt đến mức ấm cần thiết thúc đẩy sự hình thành của những cơn bão vào đầu năm. Vì vậy, chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến mùa bão đến sớm hơn và kéo dài hơn trong tương lai. Trong khi mùa bão năm 2024 khởi đầu bằng siêu bão Beryl có sức tàn phá khủng khiếp, trùng khớp với những gì mà các nhà khoa học khí hậu dự đoán, thì vẫn còn quá sớm để quan sát sự thay đổi nhất quán trong mùa bão. Bà Susanna Camargo, giáo sư vật lý đại dương và khí hậu tại Đại học Columbia, nhận định đó không phải là điều xuất hiện rõ ràng trong dữ liệu. Gió đứt, yếu tố tử thần của những cơn bão. Ông Hugh Willoughby, giáo sư nghiên cứu về trái đất và môi trường tại Đại học Quốc tế Florida cho biết, một trong những cơn bão mạnh nhất gần đây ở Đại Tây Dương đã hình thành trong điều kiện lẽ ra phải ngăn chặn được. Tháng 9 năm 2023, thời kỳ cao điểm của mùa bão Đại Tây Dương, bão Lee nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5. Vào thời điểm đó, El Nino đang diễn ra thường có tác động kìm hãm các cơn bão ở Đại Tây Dương do hiện tượng gió đứt lớn hơn và khí quyển ổn định. Ông Willoughby giải thích, gió đứt được coi là yếu tố tử thần đối với những cơn bão. Gió đứt theo chiều dọc là sự thay đổi về tốc độ và hướng gió ở các độ cao khác nhau. Gió đứt tầng cao gây xáo trộn cấu trúc của bão. Hãy tưởng tượng có một động cơ tuabin và gió đứt làm gãy một số cánh của chúng. Vì vậy, việc một cơn bão cấp 5 như bão Lee hình thành, mặc dù có độ gió đứt đáng kể, là điều bất ngờ. Ông Willoughby cho biết, nhiệt độ đại dương bất thường vào tháng 9 năm 2023 có thể đã lấn át ảnh hưởng của gió đứt, mặc dù không rõ lý do tại sao. Ông Willoughby cho biết, phần lớn các cơn bão hình thành ở Đại Tây Dương không đạt được độ cực đại. Trong những hạn chế tương đối chặt chẽ của lưu vực Đại Tây Dương, một cơn bão thường sẽ đổ bộ vào đất liền trước khi đạt đến cường độ cực đại hoặc sẽ gặp phải gió đứt mạnh, giúp làm tan cơn bão. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.